Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu toán này như sau. Tìm min của y bằng 2 sin x cộng 4 cos x trên tập từ 0 đến cộng vô cực. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Để tìm giá trị của min, chúng ta phải đạo hàm cục này. Như vậy chúng ta sẽ có 2 cos x trừ 4 sin x. Đạo hàm của sin x chúng ta có cos x. Đạo hàm của cos x chúng ta có trừ sin x. Tiếp tục, chúng ta cho đạo hàm bậc 1 bằng 0. Như vậy, 2 cos x trừ 4 sin x bằng 0. Chúng ta có công thức của cos x và sin x như sau. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cos x thành cục này, sin x thành cục này. Bây giờ chúng ta đẩy cục này vào đây. Sin x chúng ta thế cục này. Như vậy số 2 chia cho 2 chúng ta sẽ còn lại cái cục này. Trừ 4 chia cho 2 chúng ta có trừ 2. Bây giờ chúng ta nhân tử và mẫu với y. Như vậy chúng ta có trừ 2 nhân cục này và cục này. Bây giờ chúng ta chỉ còn rút gọn lại. Nó sẽ ra như thế này. Bây giờ mình sẽ đặt A bằng E của Ix. Như vậy khi chúng ta biến đổi thì nó sẽ ra như thế này. Bây giờ chúng ta nhân A cho cả hai vế. Như vậy, chúng ta sẽ có là A bình phương là Y trừ 2. Tiếp tục, chúng ta sẽ có là 2 cộng Y bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có là A bình phương trừ cho 2 cộng y chia cho y trừ 2. Như vậy chúng ta đặt căn bậc 2 cho cả hai vế. Vậy chúng ta sẽ có là A bằng căn bậc 2 trừ cho cái số này. Và chúng ta có cộng trừ ở đây. Và chúng ta biết A chính là cái này. Và chúng ta biết chúng ta sẽ sử dụng công thức này. Vậy A chính là E, B chính là Ix khi chúng ta đặt Ln cho cả hai vế. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là Ix ln e. Ln e là bằng 1. Vậy chúng ta chia cho y. Bây giờ chúng ta sẽ có hai trường hợp.
đó chính là dấu cộng và dấu trừ. Khi chúng ta thấy cục này vào đây thì chúng ta sẽ có là 2 căn 5. Còn nếu chúng ta thấy cục này vào đây, chúng ta có trừ 2 căn 5. Chúng ta so sánh thì cái cục này là chính là min, còn cục này chính là max. Như vậy đây là đáp án của bài toán. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.